Ray Zester, đúng với vai trò của nó là phần thân cũng như đầu của một khẩu súng. Ray Zester đã chọn Daisuke Kazama, một thợ trang điểm bôn ba khắp nơi, đó cũng là lý do mà nó chọn anh. Ray Zester sẽ chọn những kẻ phiêu lưu khắp mọi nơi để trở thành chủ nhân của mình. Để chuyển hóa thành Kamen Rider, anh ta cần một bộ phận mang tên Ray Grip, tay nắm của khẩu súng. Để chuyển hóa, chúng ta cần một kết hợp phần tay nắm này vào đuôi của Ray Zester. Anh ta sẽ chuyển hóa thành hình dạng của Commander Ray. Đây cũng chính là khẩu súng và vũ khí chính của anh ta ở cả hai hình dạng Rider Form lẫn Market Form. Hình ảnh lúc này khi kết hợp giữa cả hai giống như hình ảnh chuồn chuồn đang đậu trên một cành cây khô trên mặt nước. Điều đặc biệt nhất của đôi chuồn chuồn có lẽ đến từ đôi cánh khổng lồ của nó, nhưng nó lại sẽ sử dụng trong đòn Final Attack. Còn lúc cast up, anh ấy chỉ đơn giản kéo đuôi Ray Zester để chuyển hóa cast up. Đòn tất sát.